xin chào tất cả mọi người nhé chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo mình đó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để tắt đi cái thông báo của cái camera e visit mọi người nhé à, thì đây hiện tại là có rất chi là nhiều thông báo cái chuyển động của cái camera mình đã cài đặt ở trên điện thoại của mình nhé mọi người nhé đó thì là thế nào để những cái thông báo chuyển động này nó sẽ không báo về điện thoại của chúng ta nữa thì đỡ tránh cái việc là làm phiền mà những cái lúc mà bình thường ra là khi có một cái chuyển động nào đó ở trên camera nó sẽ báo về điện thoại ngay nhé mọi người nhé được, ok. Thì uh, chúng ta sẽ vào cái cam bên uh, a này. Thực ra hôm nay nó rất chi là nhiều thông báo đây mọi người này. Đó, có tất cả là 99 thông báo cơ mọi người ạ. Hơn hơn 99 thông báo, Nó gần trăm thông báo trong một ngày đấy. Thì cái điện thoại của bạn là uh, cũng xuống pin rất chi là nhanh đây mọi người nhìn thấy không ạ? Cộng 99 thông báo này. Được, ok. Thì uh, đầu tiên các bạn sẽ vào cái camera EVisit cho mình nhá và chúng ta xem cái camera đó đây, mình sẽ ấn vào xem. Rồi. Thì chúng ta sẽ vào cái phần là cài đặt của camera nhé mọi người nhé Đây chúng ta sẽ vào cái cài đặt ở trên góc phải này Đó chúng ta ấn vào cài đặt Rồi và chúng ta chuyển đến cái phần là thông báo này mọi người này Thông báo báo động này mọi người Đó và chúng ta chỉ việc tắt nó đi thôi Đó và chúng ta tắt này Rồi ok Đó thì à, ngay lúc này là ví dụ như có tất cả các chuyển động của cửa hàng Hay là... Um, nói chung là chuyển động hoặc là một cái gì đó thông báo đến của chúng ta trên cái camera này sẽ không còn nữa và nó sẽ không báo về điện thoại của chúng ta nữa nhé mọi người nhé đó đây này ok nó chỉ rất đơn giản như vậy thôi nhưng mà mình có lắp camera xong ấy lại có rất chi là nhiều người hỏi là tắt thông báo như nào bởi vì làm phiền quá nhiều đấy mọi người đó thì hôm nay mình uh, hướng dẫn mọi người là làm thế nào để tắt cái thông báo ở trên cái camera evisit visit này nhé mọi người nhé thì mọi người xem được cái video của mình thấy hay và ủy trong nhiều năm đăng ký và chia sẻ video giúp mình giờ mình xin khép lại cái video tại đây xin chào tất cả mọi người nhé